Chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lấy thêm một đơn hàng nữa là hai tấm pin Nhật nha các bạn. À, cũng vậy, cũng vậy. À, các lưu quỹ này nặng. Được, được. Đây được rồi đó. Dựng đại ra đó cho em mua được. Dựng đại đó. Được không? Bây giờ thì mình với ba mình bắt đầu đưa những tấm pin này lên máy nha các bạn. Pin Nhật mình mới lấy thêm các bạn, nó hai tấm nữa, và đây hai tấm nữa là bốn tấm các bạn. Và hiện tại giờ mình sẽ kết nối lại song song lại bốn tấm các bạn, rắc MC4 nha các bạn, bốn chia nha, và kết nối song song lại bốn tấm pin Nhật các bạn. Đây là những cái rắc MC4 chia 3 nè các bạn, chia 4 chứ, chia 4 nha các bạn, và kết nối 4 tấm pin Nhật lại nè các bạn. Thấy không? Ừ. Và mình sẽ đấu nối tất cả là song song nha các bạn. Vô nè. Ừ. Đây là chân dương nha các bạn. À, đây là chân âm nha các bạn. Và đây là chân dương nha. Chân dương của tấm pin nè. Và sau khi mình đấu nối là được những cái sợi dây như vậy đi xuống nha các bạn. Nó theo đường dây này nè. Đi xuống dưới nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ sắp xếp lại những tấm pin lại ngay ngắn lại các bạn. Sau khi mình sắp xếp lại những tấm pin ngay ngắn nữa các bạn. Đó. Và đây là 350W pin solar của mình và hai đường dây riêng biệt nha các bạn. Giờ mình sẽ xuống và coi thử cái sạc nó sạc áp như thế nào các bạn. Mình kết nối 4 tấm pin Nhật song song lại với nhau các bạn. Hiện tại là trời cũng không có nắng mấy nha các bạn. Ui ui thôi các bạn. Trời này thì đã 1 giờ chiều rồi các bạn.
và đây là các con sạc nè các bạn. Đó, hiện tại là đây là con sạc nè. Hiện tại là song song đây là điện áp là cũng có 74V nha các bạn. Và thu bây giờ hiện tại là 26A nha các bạn. Nó tăng gấp đôi nha các bạn. 13/3 và 26A nha. Mà trời cũng không nắng lắm nha các bạn.